Mấy con? 5 con. 5 con về đâu ấy? 5 con về Mạo Khê, Đông Triều, Ngã Tư, Bàng Trạch. Gửi thuốc cho người ta. Ừ. Đấy mấy con. Ừ. Ba con về đâu? Hả? Ơi nghĩa hai con. Can cho thùng ngắn kìa. Thùng kia ngắn hơn nào. Thùng nặng như nhau mà anh. Có gói đâu? Không có, không có thuốc gì mà. Không gói xanh đâu. Đằng gói xanh có rắn thôi chứ sao vậy? Đấy rồi. Đây gói xanh nha các bạn nhé. Các bạn lấy nhận đà điểu thì các bạn lấy cái ở phần dưới nắp này có thuốc này. Ở phần dưới nắp này có thuốc nhé. Bên sườn có thuốc nữa. Bên sườn có cái thuốc này. Thuốc này là các bạn không phải là tiêm đâu. Cái thuốc này đựng vào cái xi lanh để cho nó tiện. Các bạn về các bạn pha 2 cc với 1 lít nước cho nó uống. Yeah, nên cái rẻ trắng nó đi.
Ô tô vào tận đây để chở. Chiều nay đứa này chuyển có 30 con. Đây. Chỉ hai cái thôi, cái quan trọng là cái này cầm đúng cầm. Cầm đúng. Đây được xoay. Nghệ An thì mới 10 con. Chứ gì thì có phiếu trùng gì. Đâu phiếu Nghệ An đâu? Đi vào. Đi gửi thẻ chưa? Gửi rồi. Alo. Vâng. Có rồi. Đây tôi đang đóng cho chuyển cho anh em. Đúng. Khoảng 20 phút nữa anh chị ạ. Giờ này tôi đang ra xe, tôi đang gửi. Không tiện nói chuyện. Đông chiều đã chuyển khoản chuyển rồi, chuyển khoản BIDV nhỉ. Chuyển khoản Vũ Văn Thao nha các bác nhé. Chuyển khoản ngân hàng BIDV tài khoản 4511000617762. Vũ Văn Thao, chi nhánh Xuân Khanh, Sơn Tây. Cái Agribank là có một bạn vừa chuyển 1.4 triệu. 1 triệu nhiều lắm. Vâng, nhưng mà tôi đang bốc hàng lên xe ô tô đà điểu đây. Thì có gì thì khoảng 20 phút nữa anh gọi lại nhé. Xe đến à?
Alo. Alo. Ơi. Mang sạc đã làm gì đây? Tôi đang đây. Có anh chuyên chim cu, chuyên sâu chim cu. Khoản đặt cọc bằng thẻ điện thoại tiền cước trước gửi về đấy nhận chim thanh toán. Ơi nhận được rồi. Đúng rồi anh bớt cho em 100 mà. Không phải chấu đâu, giải thảm nhà xong thì sau này dùng cát, tuyệt đối không dùng chấu nhá, chấu nó ăn nó hóc. Có gì thì đọc cái bản hướng dẫn ở phần mặt dưới ấy, còn có gì theo dõi thêm nhá. Lấy sẵn tiền ra. Cái này 3, 4, 12 3 là 9 trăm rưỡi. Anh giả rồi. Đưa sẵn tờ 50 đây. 50 có tiền 30 đây. Cái bóng ấy rơi vỡ. Thank you.
đã chuyển khoản được. Ngã tư Tràng Bạch Mạo Khê Đông Triều. Này là đến cây xăng Kiến An, Diễn Châu, Nghệ An. 10 con. Đây là bến xe Yên Nghĩa. Ở đây là đó. Phố Cao, ngã tư Phố Cao, Hưng Yên. Bây ra cổng đi, đến giờ rồi. Cứ bê ra đi, bê dần là vừa. Giờ nào nó đến là nó sẽ đến. Gracias.